Hello, xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình mới bơi ở dưới này lên xong. Đây là bờ biển Địa Trung Hải cả nhà, ở vùng Antalya thuộc Thổ Nhĩ Kỳ nha. Bây giờ mình sẽ chỗ này nó hôm qua mình thấy cá nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ cho một miếng bánh mì để nó lên nè. Lên để coi. Mấy con cá hôm qua cá nhỏ cũng có mà cá lớn cũng có quá chừng luôn. Biển ở đây sạch lắm cả nhà. Kiểu như là mọi người thấy nó không có sóng, ý là sóng nó nhẹ nhẹ như vậy á. Xong rồi khi mình xuống mình bơi, mình mới đầu mình cảm giác rất là sợ, nhưng mà cách đây 3 năm thì mình sợ, nhưng mà năm ngoái thì mình cũng bơi thuần thục rồi, năm nay thì tự nhiên hơn. Kiểu như là mình xuống là giống như nó giống như là trong hồ bơi ấy cả nhà, nó giúp mình nổi lên á. Cho nên là nếu mà mình bình tĩnh á, mình cứ để cơ thể mình thả lỏng á, là nó cứ nổi, nó rất là dễ luôn á. Cho nên là bơi cái vùng biển Địa Trung Hải á, nhìn có vẻ như bãi cát thì ít, không có, chủ yếu là đá, nhưng mà xuống nước rồi bơi á rất là đã luôn. Đặc biệt là tháng 6 nè, nhiệt độ không quá lạnh á, nhiệt độ bây giờ là 28 độ cả nhà, đó, 28 độ. Cho nên là bơi đã lắm. Trước tiên là mình hôm qua mình thấy cái chỗ này nè, cá con quá chừng luôn cả nhà ơi. Đây, cái chỗ mà cái cầu để đi xuống á. Ồ, quá chừng cá con luôn. Đây nữa, bên kia nữa nè. Đó, cá con quá chừng luôn. Giống cái cá này giống như là đàn con của cá lóc, nhưng mà không phải đâu cả nhà. Cá lóc là cá sông ở đây biển. Đây là cá biển nha. Hôm qua chỗ đây mình thấy mấy con cá mà kiểu màu sắc á, nhiều lắm. Mình bơi được một tiếng đồng hồ, sáng giờ cả nhà. Khá là đói. Giờ lên bờ ngắm cá. Đây, bây giờ mình cho ít bánh mì xuống nha. Bị nha. Với điều kiện là đừng có ai bơi tới đây, tại vì có động là nó không có tới. Chỗ này là mình thấy mọi người chuyên mua tour lặn xuống để ngắm cá, các loại cá sắc màu. Hôm qua nhiều lắm mà bây giờ nó đi đâu rồi. Nó lên rồi cả nhà ơi. Đó, quá chừng luôn. Trời ơi. Đó, cả nhà, nó dành bánh mì á. Trời ơi, thích quá. Trời ơi, một đàn luôn. Cái này là không đếm nổi luôn. Trời ơi, quá đã luôn cả nhà ơi. Đó, giờ mình thấy nè. Đó, mọi người thấy không? Đó. Nguyên một đàn. Hôm qua mình để dành một cái mổ bánh mì á. Đây nữa. Ồ, em đang nhìn bánh mì đó. Trời ơi, cá này là cá lớn đó cả nhà. Ồ, nguyên một đàn mà từ đây sang đây luôn á. Đó. Đây nè. Cái khúc này không công nhận là nó nhiều cá. Bởi vậy là mọi người, cái tour ở trong kia người ta bán để xuống lặn xuống để coi cá, coi san hô là chỗ đây nè. Người ta lặn ở đây nè, đó, nguyên một vàng luôn. Trời, nó bơi qua cái chỗ bánh mì nè. Đó.
này là tự nhiên á, mình không thấy ai câu á. Cho mình cho một miếng nữa, hết bánh mì luôn rồi đó. Trời ơi, em lên đàn đàn luôn kìa. Đó. Nhìn đã mắt chưa? Đối diện là dãy núi Taurus. Dãy núi này có trong truyện huyền thoại của Hy Lạp á cả nhà. Đó, phải chờ luôn. Bây giờ hết bánh mì rồi là em bơi ra xe kìa. Đó, chỗ đây nữa nè. Quá trời cá luôn. Có bánh mì là nó tới á. Bây giờ là 8:30. 8:30 ấy cả nhà, cho nên 8:32 phút. Cho nên là mặt trời lên rồi nè. Khá là rõ, thực ra là mặt trời lên rất là rõ. Nhưng mà do là chỗ này nó có cái tòa này nó trắng á, cho nên là nó có bóng mát cũng đỡ. Cho nên ai mà bơi ở chỗ khúc này á là không sợ nắng lắm. Còn bơi ra xa hơn thì có nắng. Mùa này là nắng 28-29 độ, cũng vừa phải. Tới tháng 7, tháng 8 mới nắng kiểu dữ dội. Bờ biển ở đây thì kiểu nó đá như vậy này cả nhà, chứ nó không có kiểu cát. Bờ biển ở Việt Nam mình thì cát, xuống nó lại lại từ từ, còn đây là đá đá vậy nè. Cho nên là mọi người cũng cẩn thận á. Và họ cũng làm cái chỗ nào mà kiểu như đá nó không lởm chởm thì họ mới làm cái khu bơi vậy nè. Họ phải thiết kế lại á, chứ không là nó đá như kiểu mà lỡ mới đầu xuống là nó hay lởm chởm là dễ đụng chân lắm. Chỗ nào bơi được thì người ta mới... Một chút không khí mùa hè trên bờ biển Địa Trung Hải. Mọi người bơi rất là nhiệt tình luôn. Mà công nhận bơi ở đây mình cũng thích lắm cả nhà. Đó, mấy con cá nó không có mì là nó lặn hết. Nhìn nước nó rất là trong và sạch đó cả nhà. Mình nhìn thấy vậy chứ nó rất là sâu á. Lại đây ngắm một cái xíu em cá nhỏ rồi mình sẽ tiếp tục bơi. Đây, cái khúc này thì lúc này cũng có cá, cho dù có bánh mì hay không. Quá trời cá con. Những miếng bánh mì còn sót lại ở đây nè. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Bây giờ đang là 8:41 sáng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xin chào tạm biệt. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người.